trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và tổ chức các hoạt động trong lễ hội khai hạ Mường Bi năm 2019. Trong 3 ngày, mùng 10, 11, 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công giải vô địch kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự động viên phong trào. Tham dự giải có trên 570 vận động viên đến từ 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, bộ môn bắn nỏ có 283 vận động viên, kéo co 184 vận động viên, đẩy gậy 108 vận động viên. Với sự tập luyện công phu kỹ càng và tinh thần thi đấu thể thao trung thực, các vận động viên xuất sắc đại diện cho các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu cân tài cân sức, hấp dẫn trong không khí hò reo, cổ vũ sôi nổi của cổ động viên. Với cái tinh thần là mình tự tin và sẽ rồi giành những cái chiến thắng, và cũng mong làm sao là từ cái giải này để tìm ra những vận động viên có cái thành tích cao để tuyển chọn cho cấp quốc gia rồi của huyện hoặc là của tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, dù giải tổ chức đúng vào dịp sau Tết Nguyên đán, không khí xuân vẫn còn đang tràn ngập, nhưng các trận đấu diễn ra hết sức cay cấn, hấp dẫn và kết thúc trong thời gian ngắn với nụ cười của những người chiến thắng và niềm vui được giao lưu, học hỏi. Tết này cũng tập luyện 1-2 ngày để lấy cái giải cao ấy. Ai cũng mong muốn được, nhưng mà trước mắt là được tham dự cái này là vinh dự lắm rồi. Đây là giải đấu thường niên của huyện nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy từng bước nâng cao phong trào tập luyện thể dục thể thao sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua giải, ban tổ chức đã lựa chọn được những vận động viên xuất sắc chuẩn bị lực lượng tham dự giải kéo co đẩy gậy bắn nỏ cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 tới.